Chia sẻ thật với các bạn là cái thời điểm mà mình yêu sneaker nhất ấy, không phải là bây giờ mà là cách đây 10 năm cơ, khoảng năm 2014. Và ở thời điểm đó nếu như ai đó đưa cho mình một đôi giày trông như thế này thì chắc chắn là mình sẽ chờ ê chê, vì mình thấy là nó quá già đi. 2014 cầm lên đôi này thấy quá già các bạn ạ, bởi vì đôi này ra đời từ năm 2008. Thế nhưng bây giờ 2024 cầm lên đôi giày này thì lại thấy nó quá là thời thượng, nó quá là đẹp, nó quá là hot trend các bạn ạ. Đúng là thời trang là một vòng lặp mà không biết đâu mà lần. Đây là Asics Gel Cancano 14, một trong những đôi giày đang rất là hot hit khoảng 1 năm trở lại đây. Rất là hot các bạn nha. Nói một chút về cái dòng Gel Cancano của Asics thì đây là một trong những dòng giày chạy rất là tối tân của hãng giày này. Và đến thời điểm hiện tại thì nó vẫn tiếp tục được phát triển và ra đời đến phiên bản gần đây là phiên bản 31 rồi. Một trong những dòng giày chạy rất là sướng. Và đây là bản 14 của dòng giày này. 14 thì cũng là một cái phiên bản rất là đặc biệt của cái dòng giày này, bởi vì là kể từ năm 1993 khi mà dòng giày được ra mắt lần đầu tiên ấy, thì từ phiên bản số 1 đến phiên bản số 13 đều do tay một người đàn ông có tên là Toshikazu Kajano thiết kế, và tên của ông cũng được đặt cho chính đôi giày này. Đến phiên bản thứ 14, chính là đôi giày mình cầm trên tay ngày hôm nay, nó là phiên bản đầu tiên mà do một nhà thiết kế khác kế nhiệm Kajano thiết kế nên, đó là ông Yamashita. Và phải nói là Yamashita đã làm rất tốt ở phiên bản số 14 này. Đối với một đôi giày chạy bộ thì đây vẫn là một trong những đôi giày cực kỳ là tối tân ở thời điểm năm 2008 khi mà nó ra mắt. Và thậm chí nó còn đạt được một giải thưởng về giày chạy bộ, một trong những đôi giày chạy đẹp nhất, tuyệt vời nhất ở trong những cái năm đó. Bẵng đi một thời gian thì Gel Cancano 14 không còn được nhắc đến quá nhiều, bởi vì tất nhiên rồi, dòng chảy lịch sử vẫn chảy trôi và những đôi giày mới được ra mắt và đôi giày này dần dần trở nên lỗi thời. Đến cho khoảng năm 2020 khi mà dịch bệnh bùng phát và con người ta có xu hướng nhìn lại lịch sử nhiều hơn, và ở thời điểm đó bắt đầu mọi người moi móc lên những đôi giày bị lãng quên, và trong đó có đôi giày này, một đôi giày có cái dáng vẻ rất là Y2K, rất là đẹp, và cư dân mạng đã moi móc nó lên, biến nó trở thành hot trend trở lại. Và tất nhiên Asics thì không từ bỏ cái cơ hội kinh doanh này, họ đào lại đôi giày này và tái phát hành nó, bán nó với một mức giá rất là cao, $150 các bạn ạ. Và đôi này thì hiện tại Famaki có thể order cho các bạn mức giá là 3,7 triệu, không quá tốt, bởi vì Asics hay là Onitsuka Tiger, cái hãng này từ xưa đến nay rất là ít sale các bạn, nên là thường chúng ta vẫn phải mua mức giá cao. Thế nhưng mình phải nói thật là $150 cho đôi giày này nó là xứng đáng đấy các bạn ạ, chứ không phải là không. Các bạn sẽ có được một cái đôi giày để đi lại hàng ngày, để đi bộ. Nó rất là tuyệt vời, bởi vì bản chất nó là giày chạy bộ nên là nó sẽ có những cái công nghệ hỗ trợ cho các bạn trong quá trình đi lại, đặc biệt là nếu như các bạn làm những công việc phải đi lại nhiều ấy thì đôi này đi sẽ rất là sướng luôn. Các bạn có thể nhìn thấy ở bộ đế đây, mình sẽ giới thiệu luôn nhá, cái bộ đế đây các bạn thấy cái miếng trông nó như thạch đấy không, màu xanh này, ở đầu đấy cũng có này. Đây chính là cái công nghệ gọi là công nghệ lõi của Asics, có tên là Gel. Và tên của nó thì cũng được đặt lên luôn ngay cạnh cái tên của đôi giày là Gel Cancano. Và công nghệ gel này chắc chắn là sẽ giúp cho các bạn có một cái cảm giác đi rất là êm là thứ nhất, hấp thụ lực, phản hồi lực là thứ hai, rất là tuyệt vời như là đi một đôi giày chạy thực thụ luôn. Và cảm giác đi bộ, đi học, đi làm, đi chơi với nó chắc chắn là sẽ rất là sướng các bạn ạ. Và không chỉ sướng về mặt cảm giác đi mà tất nhiên cái thiết kế của nó thì các bạn thấy không, quá tuyệt vời luôn. Cái thiết kế này nó kiểu cực kỳ là thời thượng ấy, đi lên chân là chắc chắn rất nhiều người hỏi là các bạn đang đi giày gì vì nhìn nó quá đẹp đi. Và tiếp theo là cái chất liệu của nó thì cũng thật là khó có thể chê được các bạn ạ. Nó sẽ là base của nó là vải mesh. Cái vải mesh ở đây thì tuyệt vời luôn, soi xét thật là kỹ vào các bạn sẽ thấy rằng cái chất lượng vải mesh này nếu như so với những hãng khác, ví dụ như là Nike ấy, thì cái này nó phải gọi là đỉnh của đỉnh các bạn ạ. Nike không thể sánh bằng được. Vải mesh ở đây nhiều lớp. Lớp bên trên nó sẽ là vải lưới thưa và bên trong thì nó sẽ là những cái lớp được đan khít hơn. Và với cái kiểu mesh như thế này thì chắc chắn các bạn sẽ có một cái trải nghiệm đi lại rất là thoáng với đôi giày này. Ở bên cạnh mesh chúng ta sẽ có những cái phần mảnh chất liệu khác được thêm thắp lên và tạo ra một cái dáng vẻ rất là đẹp cho nó. Các bạn sẽ thấy có những cái mảng da kiểu nó xen lẫn giữa màu kem, màu đen và màu bạc. Màu bạc metallic ấy, rất là đẹp ở trên đôi giày này. Cái thiết kế của nó phải nói là quá cuốn các bạn ạ. Phải nói là quá cuốn luôn, không thể nào mà chê được. Một đôi giày cực kỳ đẹp, cái về mặt chất liệu, về mặt thiết kế các bạn nhá. Cái chất này thì mình thấy rằng là nó cũng sẽ rất là bền luôn. Khi mà sờ, khi mà nắn, khi mà bóp méo đôi giày này, mình thấy rằng cái form của nó cực kỳ tốt nha. Nên là các bạn đi chắc chắn lên chân nó sẽ cực kỳ là đẹp và rất là bền các bạn.
đi vào bên trong giày một chút nhá, thì chúng ta sẽ có toàn bộ bao bọc xung quanh cổ chân của chúng ta, nó sẽ cũng là vải mesh. Đây là một đôi giày có thể nói là thoáng từ trong ra ngoài luôn, rất là tuyệt vời. Ngay cả cái lót đệm ở bên trong nó cũng sẽ là vải mesh, và các bạn sẽ có một trải nghiệm đi lại rất là thoáng mát với đôi giày này, chắc chắn là như thế. Tiếp tục quay trở lại với cái bộ đế, cái nhân vật quan trọng nhất của đôi giày thì như mình đã nói vừa nãy, chia sẻ về cái bộ đệm gel này cho các bạn rồi. Ngoài cái bộ đệm gel này ra thì đây cũng là một bộ đế được thiết kế quá tuyệt vời. Các bạn thấy không, nó có rất là nhiều layer khác nhau, tầng tầng lớp lớp, nhìn phải nói là cực kỳ cuốn, cực kỳ đẹp ấy. Không chỉ midsole nhá, mà outsole của nó cũng rất là tuyệt vời luôn các bạn. Và ở đây thì nó cũng có một công nghệ có thể coi cũng là công nghệ lõi của Asics, đó là công nghệ nâng đỡ True Stitch, chính là cái miếng màu bạc bạc trong suốt các bạn thấy ở phần khung giữa ở đây. Thì cái miếng này nó sẽ có cái tác dụng rất là hay, nó giống như kiểu cái torsion system mà trước kia chúng ta biết ở trong những cái đôi Ultra Boost ấy, thì cái này nó gần như tương tự như vậy. Nó sẽ có tác dụng là giữ ổn định cho đôi giày này, cho các bạn một cái cảm giác nó thoải mái hơn, nó tăng khả năng bật này, nó cải thiện độ ổn định và nó tăng cường cái sự mềm dẻo và linh hoạt của đôi giày. Nói chung ấy, là đây là một công nghệ rất là lõi của lõi luôn. Mình nhìn cái thiết kế của nó thì cũng quá tuyệt các bạn. Thiết kế outsole ở đây phải nói là từng cái chi tiết một, từng cái bộ phận một, nhìn hoài mà nó không chán luôn các bạn. Quá tuyệt nhá. Và cái bộ đế này thì mình nghĩ rằng là các bạn cũng có thể đi lại rất là thoải mái với nó mà không sợ bị mòn, vì là cái rãnh đế, tất cả những cái đường vân, đường rãnh ở đây thì đều rất là cao, độ bền là yên tâm luôn các bạn nhá. Và đó là chia sẻ của mình về Asics Gel Cantano 14. Như mình đã nói thì đây là một đôi giày có mức giá không rẻ, 150 đô, hay là sang tiền Việt Nam thì là khoảng 3,7 triệu là tiền các bạn sẽ cần để mà order đôi giày này về tay. Hơi cao, tuy nhiên thì như mình đã nói, nó rất xứng đáng, nó êm, chất liệu nó tốt, nó bền và nó quá đẹp. Sau đây mình sẽ cho các bạn xem một số cái hình ảnh on fit và cũng như là outfit của mọi người ở trên mạng với cái đôi giày này. Bởi vì là rất tiếc đây không phải là size của mình nên là mình không thể on fit cho các bạn xem trực tiếp được. Ok, các bạn thấy sao? Đôi giày này có đáng mua hay không thì hãy comment ý kiến của bạn xuống bên dưới cho mình biết nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.